Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Học Badminton nha. Đây là kênh YouTube chính thức của Học. Em nhớ đăng ký và subscribe kênh YouTube để được đón xem những video hướng dẫn kỹ thuật hay nhất và chi tiết nhất cho anh em được không ạ? Hôm nay Học muốn chia sẻ cho anh em một cái cách tập cổ tay, cũng như là hướng dẫn anh em sử dụng quả bóng tập cổ tay. Đây là một cái cách tập cổ tay mà theo như Học đã sử dụng, Học thấy và tất cả các vận động viên cũng như tất cả những anh em đang chơi cầu lông đã sử dụng, đánh giá đây là một cái sản phẩm tập cổ tay vô cùng hiệu quả, rất là đơn giản và vô cùng hiệu quả. Thì mèo sẽ hướng dẫn anh em được không ạ? Ok, thì trên tay Học đang cầm đó là một bóng tập cổ tay nhá, bóng tập cổ tay. Và cái bóng tập cổ tay này là gì? Học nói qua đó là khi mà các bạn đánh cầu á, những ai đang chơi cầu lông mà cổ tay của chúng ta bị cứng và yếu thì chúng ta sẽ sử dụng quả bóng này nhá. Và Học sẽ hướng dẫn anh em tập luyện. Thì ngoài quả bóng sẽ có một cái bao đựng bóng, được không ạ? Khi mua bóng thì sẽ có một cái bao đựng bóng, bao da đựng bóng để nó bảo vệ bóng, được không ạ? Thì bên trong quả bóng đây, đây là quả bóng nhá. Quả bóng này thì nặng 400g thôi. 400g thì nó sẽ có một cái dây ở đây. Cái dây để treo để chúng ta đeo vào cổ tay khi mới tập luyện để nó đỡ bị rơi, bị vỡ, được không ạ? Đó. Thì Học sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng. Thì mọi người có thể nhìn trái bóng. Thì bên ở giữa trái bóng nó sẽ có một con lăn. Bóng này là bóng khởi động bằng cót, không phải là khởi động bằng dây như các loại bóng cũ ngày xưa. Ở trên thị trường hiện nay có bán rất nhiều loại bóng, nhưng mà từng loại bóng đấy Học đã sử dụng qua hết rồi. Nó rất là quay, nó không được êm, cũng như lực văng của nó rất là yếu, và nó phải giật cót thì nó rất là bất tiện. Thì Học đã tìm ra một cái loại bóng rất là tốt để phục vụ anh em. Thì ở giữa, Học sẽ hướng dẫn anh em, ở giữa thì nó sẽ có một cái con lăn. Thì chúng ta sẽ dùng, có một mũi tên, chúng ta sẽ dùng hai ngón cái của chúng ta miết và đẩy con lăn, vừa đẩy lên vừa giữ, được không ạ? Đẩy đều tay và giữ đến một lực vừa đủ, thấy nó hơi căng căng thôi. Chúng ta đừng có đẩy căng quá vì đây là cót, nếu chúng ta đẩy căng quá nó sẽ bị đứt cót. Thì chúng ta đẩy lực vừa đủ, một ngón cái chúng ta sẽ giữ ở giữa, được không ạ? Chúng ta sẽ quay bóng lại và chúng ta xòe tay ra, chúng ta sẽ ốp lên trái bóng, được không ạ? Rồi chúng ta sẽ thả nhẹ tay ra. Ok, thì lúc này trái bóng đã được khởi động. Anh em lưu ý là khi chúng ta mới khởi động bóng, hoặc có nhiều anh em á mới khởi động mà chúng ta đã quay nhanh rồi, thì có nghĩa là khi mà chúng ta khởi động á thì cái bên trong của trái bóng, con lăn ở bên trong nó quay rất là chậm. Thì chúng ta phải làm sao dùng cái lực cổ tay chúng ta điều chỉnh, chúng ta phải quay hài hòa và cảm nhận nó đồng đều với bên trong và bên ngoài, được không ạ? Thì chúng ta sẽ quay chậm từ từ, đúng không? Chúng ta sẽ dần dần, chúng ta sẽ tăng tốc độ lên dần, tăng tốc độ quay lên dần, được không ạ? Đó, đẩy tốc độ nhanh lên dần. Anh em thấy không ạ? Muốn tập luyện cổ tay như này này. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ tập luyện cổ tay như này. Và khi quay nhanh trái bóng thì chúng ta có thể đổi chiều bóng, đổi chiều quay bóng. Đó, anh em thấy không ạ? Thì cái này của bóng này nó tập được rất là nhiều nhóm cơ cổ tay này, đúng không ạ? Có thể tập được cả bắp cánh tay này, bắp tay này. Mọi người có thể nhìn thấy các nhóm cơ đang được hoạt động, được không ạ? Đó, mọi người có thể nhìn thấy các nhóm cơ đang hoạt động, đúng không ạ? Đây, nhóm cơ, mọi người nhìn là cơ hoạt động này. Đó, cơ đang hoạt động này. Đây, mọi người nhìn thấy các nhóm cơ đang hoạt động không ạ? Chúng ta đổi chiều này. Đấy, các nhóm cơ đang hoạt động. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó rất là mỏi luôn. Cái quả bóng này, tại sao Học rất là thích quả bóng này? Vì thứ nhất là khi chúng ta quay như vậy á thì nó hoạt động của tất cả các nhóm cơ, từ cổ tay cho đến cánh tay và bả vai. Nó rất là tốt. Thực ra tập nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó lại mang lại cho mình một cái hiệu quả rất là lớn. Thay vì các bạn tập gym không có thời gian, tập gym, tập tạ, tốn tiền, mất thời gian, thì các bạn chỉ cần có một trái bóng tập cổ tay, đúng không? Chúng ta ngồi nhà như Học đây, chúng ta cũng có thể tập luyện được. Thì ngày nào cũng bỏ ra 10 đến 15 phút tập luyện với trái bóng này. Thì ngày xưa cũng có rất nhiều anh em lông thủ, chúng ta khi mà nhắn tin hỏi Học là anh ơi, cổ tay em yếu, cổ tay em đang bị cứng, thì Học cũng đã gửi cho họ những quả bóng này. Thì họ cũng nghe theo Học và tập luyện sau một thời gian 2-3 tuần thì họ phản hồi lại là anh ơi, cổ tay của em đã cảm thấy nó chắc hơn, mà nó khỏe hơn, nó dẻo hơn rất là nhiều. Đánh cầu nó khi vào lực á, thì
thì nó đập ve đập nó mạnh hơn, nó có lực hơn rất là nhiều. Em cảm ơn anh, thì học rất là vui. Mới đầu thì học cũng chỉ sắm về để tập luyện thôi, nhưng mà ai ngờ là khi học sử dụng học thấy nó rất là tốt, cũng như là nó rất là hữu ích của cổ tay á. Như em là cổ tay đang bị yếu và cứng á, chúng ta tập luyện cái này thì học tin chắc rằng chúng ta tập luyện chăm chỉ sau vòng 2 đến 3 tuần thì chúng ta sẽ có một cổ tay nó chắc khỏe rất là nhiều, được không ạ? Cái bóng này nó tiện lợi là chúng ta mang đi đâu cũng được, mang đi mọi lúc mọi nơi đấy, mà nó lại cái giá thành của bóng này thì nó lại rất là rẻ thôi. Trên thị trường có bán rất nhiều loại bóng, nhưng mà cái bóng này thì có giá 250.000 một trái bóng nhá. Có rất nhiều anh em đông thủ chưa biết, cứ hỏi học nhưng mà chưa biết chỗ mua, thì học có bán cái bóng này thì để phục vụ những anh em nào tay yếu, đang chơi cầu lông cổ tay yếu và cứng, thì có nghe thực sự học rất là thích, và các anh em đông thủ đã tập rất là nhiều rồi. Thì anh em nào mà đang chơi cầu lông mà đang gặp phải cái vấn đề mà cổ tay của các bạn đang cứng và yếu thì hãy liên hệ cho học. Số điện thoại của học là 0587 945 955 và 0972 980602. Ok, thì anh em nào mà đang gặp phải vấn đề cổ tay yếu cũng như là cứng thì anh em mình hãy sắm cho mình ngay, hãy nhanh tay sắm cho mình một bóng tập cổ tay, được không ạ? Và mọi người hãy để lại lời nhắn ở dưới cái đường link bên dưới, được không ạ? Và hãy nhắn tin trực tiếp cho học để học được gửi tặng đến anh em những sản phẩm bóng tập rất là tốt, để cho anh em về anh em mình tập luyện cổ tay, để cho anh em mình có một cổ tay khỏe hơn, được không ạ? Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của học và subscribe và ấn hình quả chuông để được theo dõi những cái video hướng dẫn kỹ thuật mà học sẽ sắp ra tới nhá, được không ạ?